Yến xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Dạ kính thưa cô chú anh chị, ngày hôm nay thì Yến quay trở lại công trình cầu yêu thương số 18. Thì ngày hôm nay là mình đã đến cái công đoạn mà nhấn chân cột cho cầu. Dạ, cho nên là Yến đến chia sẻ cho cô chú anh chị xem. Bây giờ là cô Be đang nhấn nè cô chú anh chị. Cái cầu cũ của mình thì sớm giờ cô Be cũng đã đập ra, thì tới trưa thì mới đập xong. Tại vì cái cầu này là ngay bên đây nè, là dính ngay cái hàng rào nhà của người ta nè. Cho nên sáng giờ đập là mình đập gác gán mé đập như vậy, không có dám đập sát vô. Tại vì sợ sập cái hàng rào nhà người ta đó cô chú anh chị. Cho nên nó là mình đập nãy giờ là sáng giờ mình cũng rất là sợ. Dạ, đó thì đập tới đây, đáng lý mình còn phải đập vô sâu nữa. Mà bây giờ sợ thôi, chưa có dám đập vô. Để một chút mình dọn đường, mình dọn rồi mình mới đập vô từ từ. Dạ. Đó. Bây giờ mình đang cắm chân cột mà nằm ở gần bờ nha cô chú anh chị. Cắm hàng cột gần bờ. Dạ. Giờ cô Be đang cắm nè. Thì ở đây mình hôm bữa có nói là mình sẽ có ở trong lòng sông là mình sẽ có là 4 hàng cột, là một hàng gần bờ, rồi 2 hàng ở giữa sông, rồi thêm một hàng gần bờ ở bên bờ bên kia. Dạ. Và ở trong đây, ở phía bên trong này mình sẽ có thêm một cái móng băng nữa cô chú anh chị. Móng băng này mình cũng đào sâu cái lỗ sâu hơn 1 mét. Ở đây là cái này rất là sâu của chú anh chị. Dạ đây. Ở đây mình sẽ đào sâu xuống dưới để mình làm cái móng băng xuống dưới. Dạ. Thì cầu đã đập ra rồi cho nên nó là ở bên phía bên kia mình có xây một cái cầu tạm đỡ ở xóm bà con ta xây với cô chú anh chị để mà đi qua đi lại đỡ trong thời gian này. Dạ. Đó thì cho nên ở chỗ này là chỗ mà mình sẽ xây cầu là phải xây ngay vị trí cũ, mình không có xây vị trí khác được. Tại đây là ngay cái con đường đan đâm thẳng vô luôn. Dạ. Bây giờ là người ta đang nhấn nha cô chú anh chị, sớm giờ chỉ mới nhấn được một cây thôi. Rồi bây giờ đang nhấn cái cây thứ hai nè. Dạ, đang nhấn cây thứ hai. Thì hồi sáng cô chú anh chị trong cái quá trình mà đập cầu thì mới phát hiện ra cái cầu cũ nó siêu yếu luôn cô chú anh chị. Là có nghĩa là cái cây dầm dài, cái cây này nè cô chú anh chị, cái dầm dài này của cầu nè. Thì hồi sáng là thợ là chưa có đập nữa, là cái cô Be khi mà đến chưa có đập cầu, chỉ là mới dỡ cái cây dầm đó ra. Thì cái chân cầu ở bên đây nó đã bị sập ngang gãy ngang luôn cô chú anh chị. Là người ta chỉ mới dỡ lên thôi chứ người ta chưa có đập luôn, là nó đã bị sập rồi. Cho nên nó cái chân cầu ở bên đây là mới phát hiện ra là nó cực kỳ yếu luôn. Dạ. Đó, bởi vậy mà nếu mà một thời gian nữa mà ví dụ mà lỡ mà có ai mà chở nặng qua đó thì nghĩ là nó sẽ sập rồi qua rất là nguy hiểm luôn. Dạ. Đó, Yến nghe nói như vậy thì Yến rất là sợ, vừa mới dỡ cái dầm cầu ra thôi là đã sập luôn rồi. Đó, dạ. Đây ở chỗ này bây giờ là hiện tại ngay chỗ này nè là cũng chưa có dám đập nữa nè. Tại vì mình đập là mình sợ là bị sập cái hàng rào nhà của người ta, cho nên là mình làm mé mé thôi. Dạ. Đó, bên đây cũng có cái hàng rào nữa nè cô chú anh chị. Thì này mình làm cái cầu của mình đo là hôm bữa làm là chiều ngang là 2,2 m, là vừa đúng hai cái mí của hai cái hàng rào nhà người ta luôn, vừa đủ luôn. Dạ, còn bây giờ mà mình muốn làm cái cầu bự ra 2,5 m nữa cũng không có chỗ để làm nữa, là dính nhà người ta rồi, bắt buộc mình làm tối đa chỉ được 2,2 m thôi. Dạ, 2,2 m thôi. Kể cả cái bảng tên cầu là ở bên đây Yến cũng để không được, là Yến sẽ để cái bảng tên cầu ở đầu cầu bên kia nữa. Dạ, đó. Bây giờ là họ đã cắm được hai cây rồi cô chú anh chị. Cái cây cột mà ở trong cái phần bờ của mình thì cái cột này thì nó hơi ngắn, nhưng mà ra cái cây cột mà ở giữa sông thì cây cột nó sẽ rất là cao nha cô chú anh chị. Đó, cột ở giữa sông sẽ dài hơn, cao hơn. Khi mà mình cắm vậy đó thì bắt đầu mình sẽ tới cái công đoạn mình bắt đầu mình làm đà nước rồi đó. Dạ. Bây giờ là đợi cắm cái cây ở giữa nè cô chú anh chị, mình cùng xem cái cây ở giữa nha. Gọi là mình đã cắm xong ba cây cột ở sát bên bờ bên đây rồi cô chú anh chị. Bây giờ cô Be đang quay đầu để mình bắt đầu mình di chuyển cột xuống để mình cắm tiếp ở những cái hàng bên trong. Dạ. Cô chú anh chị, bây giờ cô Be đang lấy cột. Tại cột mình đổ là ngay bờ bên bển, hôm bữa mình khởi công mình đổ bên bờ bên bển đó cô chú anh chị. Dạ. Bây giờ cô Be đang lấy cây gấp mấy cây cột lên. Thì bây giờ Yến sẽ đi qua bên cái cầu tạm để Yến đi qua bên bờ bên kia qua cho cô chú anh chị xem. Dạ. Bây giờ mình đã cắm xong ba cây cột ở bờ bên này nè.
Đây là cây cầu tạm này cô chú anh chị, mà cầu tạm này thì mình chỉ làm bằng cây cầu khỉ thôi nha, chứ không phải là cầu bằng đan nha. Đây mình phải băng cái đường này nè. Ở đây thì mình cách cái chỗ mình làm cầu đó khoảng vài chục mét, mình đi đường vòng qua nhà của một cái chú ở gần cầu nha. Nhà mình đi qua bên đó nha. Thì hôm nay á, là cái hôm nay là vật tư của thợ á, là kêu vô coi như là gần đủ luôn cô chú anh chị, tại vì cái đường này nè thì vật tư đi vô bằng đường ghe hết, và ở bển thì mình đã xây cầu tạm ngồi cho nên bắt buộc là ngày hôm nay mình phải kêu vật tư vô, thì cũng sợ là bị mất á cô chú anh chị, cho nên là cũng có nhờ mấy cô mấy bác đồ ở nhà gần đây thì mình gửi để người ta coi trông giùm. Dạ đây thì ở đây là chủ yếu là vật tư hết luôn, và đồ nghề đồ cũng để bên đây hết cô chú anh chị, tại bên kia là ngay cái đường đan nhà của người ta thì nó rất là chật, cho nên ở bên đây thì đỡ nghe được có cái sân nè đó, cho nên đồ đạc của chú anh chị thấy sắt của mình rất là nhiều, nên mình còn làm rất là nhiều công đoạn nữa, đặc biệt là cái lúc mà mình đổ mặt sàn đó là sẽ cần rất là nhiều sắt luôn. Dạ, và xi măng rồi vật dụng đồ rất là nhiều thứ ở đây. Dạ, bữa nay đó, ở bên đây là mình đổ đá với cát nè cô chú anh chị, để bên đó đó cô chú anh chị. À, sắp tới mình sẽ còn làm đà làm dầm đồ rất là nhiều thứ nha. Dạ, thì bây giờ mình qua bên đây để mình coi cái phần cậu nha cô chú anh chị. Ngay cái chỗ này nè, thì ở bên đây là mình đập sớm giờ thì cô Bé đã đập rồi, nhưng mà một hồi là khi mà làm tới thì cô Bé sẽ đập ra tới ngoài đây luôn nha cô chú anh chị, đập ra hết ngoài đây luôn, và mình sẽ làm cái phần móng băng ở đây nha. Ở đây ngay chỗ này nè, ngay vị trí này mình sẽ đào sâu xuống dưới hơn 1 mét, mình đào một cái hố lớn luôn rồi để mình làm cái móng băng trong đây, giống như cây cầu yêu thương số 17 vậy đó. Mình sẽ có tổng cộng là tới 6 hàng cột, mỗi hàng cột như vậy là có 3 cây cột nha cô chú anh chị. Riêng cột cắm ở dưới lòng sông là mình có là 4 hàng là 12 cây và thêm 2 cái móng băng ở trong bờ nữa đó. Dạ, thì cô chú anh chị thấy là cột của mình nó là cắm là cột 30 hết, cột lớn như là mấy cây cầu trước hết chứ không có phải là cột nhỏ nha. Dạ, và bây giờ thợ đã di chuyển xuống, thì do là mấy anh mấy chú rồi là làm từ hồi sáng sớm tới giờ của chú anh chị, thì cái quá trình mà đập cây cầu này nè của chú anh chị sáng là mất cái hơn nửa ngày lận, tại vì cây cầu này nè thì nó rất là yếu, nó không có liền mạch, khi mà đập ra nó bị bể khúc theo khúc, cho nên nó là cứ là nó lôi lên theo khúc, mặc dù là nó không được cứng nhưng mà nó bị dụng ra, cho nên phải dọn sạch để trả lại cái lòng sông cho bà con người ta đi, đặc biệt là những cái chiếc ghe thuyền nữa. Dạ, này bây giờ là đợi thợ nghỉ ngơi xong, bây giờ người ta sẽ căng dây lại, bây giờ đang căng dây lại cho đàng hoàng, tại nãy lúc mình cắm thì dây nó bị đứt á. Dạ, bây giờ sẽ căng dây lại để mình tiếp tục mình cắm những hàng cột tiếp theo. À, trong ngày hôm nay là sẽ cố gắng cắm hết cho đủ 12 hàng cột, với lại mình đập luôn cả cầu nha cô chú anh chị, đập luôn cả những phần cầu này, thì bây giờ là thợ cũng sẽ cố gắng. Và cái cầu cũ này nè cô chú anh chị, thì hồi nãy có nói đó, trong lúc mà mình đập cái cầu đó mới phát hiện nó yếu cực kỳ. Ô chừng cái anh đó anh bị té rồi cô chú anh chị. Bị giục giò bị té. Làm cái này Yến thấy là cũng rất là nguy hiểm á, nhưng mà cũng may là ai cũng biết bơi hết á. Dạ, cũng đỡ vậy. Dạ, ở đây cũng đông người nữa. Dạ, thì cái cầu này nào sáng khi mà đập ra thì Yến mới phát hiện ra là nó là rất là yếu, là do khi là lúc mà mình làm á, vừa mới dở cái đan này lên thôi là bắt đầu là nó sụp luôn, nó tự sụp luôn từ từ, mà nó sụp không có sụp nguyên khói, vậy như nó sụp nguyên khói mình dọn nó dễ, đằng này nó sụp từng khúc, cho nên khi mà trong quá trình làm nó rất là khó là như vậy. Dạ, đó cô chú anh chị thấy là cái đây nè, người ta làm cái cầu cũ lúc trước nè là có một cái miếng đan đây, và miếng đan này là chỉ gác lên trên cây đà này thôi nè. Dạ, cái đà này là gác lên thôi, nó không dính gì cả hết á, bởi vậy khi mà mình dở ra nó sập như vậy, và thêm phần nữa nó cũng yếu nữa, và thêm cái là lâu năm. Dạ, lâu năm lắm rồi bởi vì rất là yếu đó cô chú anh chị thấy không, nó không có dính gì hết trơn nè, nó chỉ để là gác lên thôi, cho nên khi mà mình chạy qua chạy lại một thời gian nó dễ bị lệch đó, lệch rồi có thể là nếu mà lệch mà nặng quá, chở nặng mà lệch nặng là bị người ta bị té nữa đó, rất là nguy hiểm. Bởi mà trước đây là đã bị sụp 3 lần cô chú anh chị, cầu này nó bị sụp 3 lần rồi. Dạ, bây giờ mình ở đây nè cô chú anh chị, ở đây
đây nè, cô chú anh chị thấy là ở đây người ta lót thêm á, cái xi măng này là người ta chám thêm á, cô chú anh chị chám thêm cho nên cái mặt này gỡ cho cô chú anh chị xem nè. Đó, nè, đây. À, cô chú anh chị thấy không, nó không có dính gì hết trơn á, Yến dở lên là một cái lớp mà nó bể vậy đó. Đó, mình gỡ bằng tay mà nó lên vậy nó là cô chú anh chị thấy là nó yếu tới mức độ nào. Nè, bởi vì cầu này Yến nghĩ á, nếu mà xài thêm năm nay nè, qua mùa mưa năm nay nè, mà ví dụ mà có ai mà chở đồ nặng, chở phân đồ đó, người ta chở nặng qua là có thể là nó sụp luôn á. Dạ, mặc dù là bà con cũng cố gắng là chán sữa rất là nhiều lần rồi. Đó, dạ, rất là yếu mà cô chú anh chị thấy cái sắt nè. Nên là mấy cái sắt cọng nó rất là mỏng luôn. Đây, đó, cái cọng sắt nó mục đấy mà nó nhỏ xíu 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 vậy đó cô chú anh chị. À, mà nó cũng thưa nữa. À, bây giờ đợi mình sẽ đợi anh thợ cắm thêm mấy cái hàng cột ở bên trong này nha cô chú anh chị. Kính thưa cô chú anh chị, ngày hôm nay thì mình đã hoàn thành công đoạn là cắm chân cột cho cầu yêu thương số 18. Và thì sau ngày hôm nay là bắt đầu là mình sẽ tới là làm đà nước nè, rồi bắt đầu nối cột lên làm những công đoạn tiếp theo. Thì bây giờ Liễn thấy là trời bắt đầu chuyển mưa, là sắp tới là vô mùa mưa rồi đó. Hy vọng là thời tiết cũng thuận lợi để cho mình xây cầu cho nó nhanh chóng, để cho bà con sớm có cầu đi lại. Chứ bây giờ hiện tại cây cầu tạm chỉ là một cây cầu khỉ thôi, Liễn thấy đi qua lại thì cũng rất là nguy hiểm, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ nữa. Và cầu đó thì đi tạm cho nên là chỉ chủ yếu là đi bộ thôi của chú anh chị, không thể nào đi xe được hết, cả xe đạp dẫn qua cũng không nổi nữa. Dạ, yeah. Thì hy vọng là cầu sẽ sớm hoàn thiện để cho bà con đi lại. Và một lần nữa Yến cũng xin thay mặt cho bà con nơi đây rất cảm ơn quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân cùng quý nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho bà con có thể xây dựng lại cây cầu mới để cho bà con đi lại, cây cầu yêu thương số 18. Dạ, yeah. Và Yến cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi cái video của Yến xin chào và hẹn gặp lại.